Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1332 tốc cần có hiệu là CBX nha các bạn. Thì tốc cần này đang ICO sẽ list tặng Ray nha các bạn, chạy trên nền tảng của Ethereum. Thì để tham gia hôm nay, mình link phần link mô tả dưới video bên Telegram Start Chatbot. Rồi các bạn bấm cho này góp. Nhiệm vụ hơi khá là nhiều các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join cho mấy kênh này nhiều với ta, 4-5 kênh với ta, 1 kênh, 2 kênh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, các bạn join từng kênh 1 các bạn. Rồi 1 kênh nè, join tiếp kênh thứ 2 nè. Ok, các bạn chú ý join vào kênh group, kênh seller nó được nha các bạn. Rồi tiếp tục trên tờ Twitter có bạn follow và tweet nè. Trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Bạn tweet lên nè. Rồi bạn mới đáp nè. Tiếp tục follow fanpage Facebook nè. Trên Facebook thì các bạn like nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Rồi các bạn follow Instagram nè. Trên Instagram các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên. Các bạn bấm ship mini tên. Rồi join hết tất cả các group luôn các bạn. Hai kênh. Không sao các bạn chỉ join được một kênh, các bạn chọn lá cờ Việt Nam các bạn. Mình ở Việt Nam mình chọn lá cờ Việt Nam mình join được các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi bạn bấm join nữa. Rồi tiếp tục bạn gỡ đường link vào profile Twitter mình nữa các bạn. Trên Twitter bạn nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè, rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục mình gỡ đường link vào profile Facebook nữa bạn. Thì các bạn nhấp vào Facebook mình nha bạn. Các bạn nhấp vào gạch nè. Rồi nhấp vào anh avatar của mình nha bạn. Nhấp vào ba gạch cùng nè. Các bạn sẽ chép địa chỉ liên kết của mình nè. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục bạn gỡ đường link vào profile Instagram mình nha bạn. Nhấp vào Instagram nữa. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nữa. Các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết này nè. Rồi các bạn gọi lên chatbot tiếp tục nè. Tiếp tục còn gọi địa chỉ ERC20 chạy trên tảng ETH các bạn. Ethereum. Rồi các bạn sao chép địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Gọi lên chatbot nè. Ok, hỏi có join kênh partner không? Join xong thì các bạn bấm join. Rồi tiếp tục các bạn gửi lên link Witbot nè. Trên tờ Twitter bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Phần bạn đang coi cái bài dự án đó các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài đầu tiên các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Bài này em ta phân các bạn. Để mình coi lại các bạn. Rồi các bạn bấm status để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 1332 token có hiệu là CBX nha các bạn. Thì token này đang ICO sẽ list sàn Raytheon các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.